Kính thưa quý vị khán giả, bông điên điển là sản vật đặc trưng mùa nước nổi tại đồng bằng sông Cửu Long. Trên các cánh đồng vùng đầu nguồn lũ, bên cạnh những vạt điên điển mọc tự nhiên, hiện nay thì bà con đã trồng với diện tích lớn cho thu nhập khá. Để kịp buổi chợ sáng nên việc thu hoạch bông điên điển thường diễn ra từ nửa đêm. Nhóm phóng viên thời sự đã theo chân những cư dân vùng biên tỉnh An Giang sẽ thông tin chi tiết đến quý vị khán giả. Đối với một người bẻ bông điên điển giỏi thì từ 12 giờ khuya đến 9 giờ sáng có thể thu hoạch được 20 kg. Mặc dù rất là cực khi mà phải đứng xuyên suốt, tuy nhiên bù lại bà con có được nguồn thu nhập ổn định vào mùa nước nổi. Đêm tối, muỗi xuất hiện dày đặc trong các vạt điên điển. Để có thể thu hoạch xuyên suốt khoảng 10 tiếng đồng hồ, người dân phải thoa các loại kem chống muỗi. Bà con phải chạy đua với thời gian, làm việc không ngơi tay, bởi nếu không thu hoạch kịp, hôm sau bông điên điển sẽ già, hư hỏng. Thường một công điên điển trồng tập trung, mỗi đêm thu hoạch khoảng 20 kg bông. Đối với các vạt điên điển mọc tự nhiên thì thời gian thu hoạch lâu và số lượng ít hơn đôi chút. Trên cánh đồng vùng đầu nguồn lũ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, rất nhiều xuồng máy len lỏi trong đêm để thu hoạch bông điên điển. Theo bà con, khoảng 5 giờ sáng, thương lái bắt đầu đến thu mua. Điên điển mọc tự nhiên theo đồng nước hoặc trồng tập trung. Loại cây này không tốn quá nhiều chi phí đầu tư cũng như công chăm sóc. Thời điểm cao nhất mỗi ký bông điên điển có giá khoảng 26.000 đồng. Hiện tại vẫn duy trì hơn 10.000 đồng. Với mức giá như thế, bà con có thu nhập khá ổn định. Mỗi mùa bông điên điển thu hoạch khoảng 5 tháng. Mặc dù giá cả tùy thời điểm khác nhau, nhưng bù lại, bà con không lo về đầu ra. Bông điên điển mang về thì có thương lái đến thu mua tận nhà.